Câu lạc bộ Al Nassr của Saudi Arabia chính thức bổ nhiệm Luis Castro làm huấn luyện viên mới theo tư vấn của Cristiano Ronaldo. Luis Castro không có nhiều danh tiếng nhưng vẫn được Al Nassr lựa chọn nhờ Ronaldo. Trong thỏa thuận giữa Ronaldo và Al Nassr, tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ nhận mức lương khổng lồ 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm mà còn có quyền tham gia trực tiếp vào công tác chuyển nhượng của câu lạc bộ này. Ở mùa giải vừa kết thúc của Saudi Arabia, Al Nassr gây thất vọng lớn khi trắng tay trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả kém cỏi của Al Nassr khiến huấn luyện viên Rudi Garcia bị sa thải. Sau đó, huấn luyện viên tạm quyền Dinko Zelicic không tạo ra ấn tượng nào đáng kể và phải ra đi ngay sau khi mùa giải khép lại. Trong suốt một tháng qua, Al Nassr tích cực tìm kiếm huấn luyện viên mới nhằm lấy lại vị thế số 1 tại Saudi Arabia. Sau khi tham khảo Ronaldo, Al Nassr quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, Luis Castro. Đây là lựa chọn khá bất ngờ của Al Nassr, bởi lẽ Luis Castro gần như vô danh, cho dù đã 61 tuổi. Trong sự nghiệp, ông chưa dẫn dắt câu lạc bộ tên tuổi nào ở châu Âu. Năm 2014, ông từng có thời gian ngắn làm huấn luyện viên tạm thời của Porto trong lúc dẫn dắt đội dự bị của câu lạc bộ này. Gần đây, Luis Castro có 2 năm dẫn dắt Shakhtar Donetsk và giúp câu lạc bộ này vô địch Ukraine vào năm 2020. Tuy nhiên, thành tích của ông cũng không được đánh giá cao bởi lẽ Shakhtar Donetsk đã thống trị bóng đá Ukraine từ lâu. Trước khi cập bến Al Nassr, Luis Castro đang làm việc tại Botafogo của Brazil. Ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Botafogo bay cao khi thắng 10 phần 12 trận đầu tiên và độc chiếm ngôi đầu bảng Serie A Brazil. Đây là cơ sở quan trọng để Ronaldo tiến cử ông với ban lãnh đạo Al Nassr. Như vậy, Luis Castro là đồng hương thứ hai được Ronaldo tác động đưa đến Al Nassr. Trước đó, một người bạn khác của tiền đạo này là Jose Semedo gia nhập Al Nassr với tư cách tuyển trạch viên.